À, chúng ta sẽ gặp nhau để hiểu nhau nhiều hơn như hôm nãy giờ. Hôm nay mình đi có ai theo ủng hộ mình không em? Dạ em đi với mẹ với hai người em của em ạ. Rồi. Dạ chào cô. À, tôi xin chào em MC Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và chào toàn thể các quý vị khán giả hôm nay. Chào cô ạ. À, tôi là mẹ của em Mai. Tôi thấy bạn trai bên này cũng được. Dạ. Cô có đưa ra tiêu chuẩn chọn con rể như thế nào không cô? Theo tiêu chuẩn chọn ấy thì đối với cha mẹ thì không quan trọng về hình thức, chủ yếu là ở cái đức tính con người. Em trai em trao đổi gì vài câu em chào cô. Dạ. Đi em. Con chào cô ạ. Thì chào con. Theo ý kiến của cô thì con thấy là cuộc sống của con cũng thế. Cuộc sống là chủ yếu là cái tính cách con người, cách ứng nhân xử thế của mình như nào thôi. Nên là cái vấn đề đó cô yên tâm. Mà cô cũng nói trước là em anh oanh ấy thì em hơi cục tính đấy. Dạ. Mà em rất nóng tính nữa. Dạ. Tại vì công việc của em, cái áp lực công việc của em. Dạ ấy. Vâng. Cho nên là cái tính của em là hơi nóng tính. Dạ. Cái vấn đề đó con chị được cô. À, con chị được hay không thì cái đó thì cô cũng chưa biết ạ. Dạ. Không biết nó chị con hay là con chị nó ạ. Rồi, em có đi với ai không? Dạ em đi cùng đồng nghiệp của em cùng làm. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ, dạ em là đồng nghiệp của anh Thông. Dạ em thấy chị gái bên đây thì rất là xinh với lại dễ thương. Với lại em thấy tính cách của hai anh chị cũng khá là tương đồng. Em nghĩ là anh chị nên thử tìm hiểu nhau xem sao. Rồi, được rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Bình tĩnh em, không có gì hết ha. 2 phút mình trao đổi với nhau nha. Em chào anh. Anh khi mà nhấc mức rèm lên thì anh cảm nhận như thế nào về em ạ? Nhìn em cũng cá tính. Có điều gì đó là cũng đúng như em nói. Dạ là em cảm ơn anh. Thấy nụ cười anh có tỏa nắng không em? Chắc nắng cũng chưa bằng em đâu chị. Chắc đúng rồi. Trong thời gian mà em với anh tìm hiểu nhau á, như một tháng mà em với anh chỉ gặp nhau một ngày thôi, có sao không anh? Không sao em, quan trọng là mình hiểu nhau được. Cảm ơn anh. Anh có thích đi làm từ thiện không? Anh có, anh thích làm từ thiện, anh đã từng làm rất nhiều. Vậy em với anh có cùng quan điểm đó. Tại vì hiện tại sắp tới em cũng có một chuyến từ thiện đi về Bà Rịa Vũng Tàu. Cho nên thế là anh tham gia được. Nếu mà có thể thì anh tham gia cùng với tụi em. Được, chắc chắn là được. Rồi mình nói tới chuyện tình yêu đi. Theo em thì nếu mà mình tìm hiểu nhau thì tầm bao lâu em có thể tiến tới hôn nhân được? Nếu mà em với anh hợp nhau thì tầm 6 tháng đến 1 năm thôi. Kéo dài quá em mất công sợ ba mẹ em lại kêu là mày là bà cô già ế nữa. Khổ lắm anh ơi. Theo anh cũng thế là hợp ý thôi. Bây giờ mình hát tặng nhau một bài nó hát nào đó để làm tạo ấn tượng ban đầu đi nào. Mời bạn trai làm trước đi. Em xin hát một đoạn. Tại vì em cũng không thuộc nổi bài hát. Tôi yêu em và tôi chỉ biết yêu em. Từ lúc anh bắt đầu chạm vào trái tim tôi. Một khi yêu ai tôi sẽ yêu hết mình. Từ nay tôi chỉ có mình em. Tôi khuyên em và tôi xin em hãy tin tôi. Vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này. Trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Ý nghĩa, mặc dù hát thì không biết có trúng không. Mời bạn nữ. Dạ, vậy em cũng gửi đáp lại anh một đoạn trong ca khúc Cho Em Gần Anh Một Chút Nữa. Một chút nhớ anh đây, một chút nghe với đây, một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Em chỉ nhớ được mấy câu đó thôi. Trời ơi, cặp này xứng đôi quá. Rồi, mình nói mỗi người một câu nào đó, chúng ta sẽ kết thúc cuộc hẹn ngày hôm nay. Anh thấy thì em hợp với tính cách của anh. Thì em mong rằng em sẽ cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái. Dạ em cũng mong rằng trong thời gian hai đứa mình quen nhau, anh có thể chịu được cái tính nóng nảy và cục mịch của em. Em có thể đánh anh bất cứ lúc nào. Anh chịu được không? Đánh nhẹ chịu được anh, nhưng mà đánh mạnh quá chắc không chịu nổi. Thấy chưa? Vậy mà nói kiên nhẫn. Kiên nhẫn có giới hạn thôi anh. Được rồi, hết thời gian rồi hai bạn. Người ta phải ga lăng. Đặt tay vào nút bấm. Đánh cỡ nào cũng chịu hết chứ. Suy nghĩ thật kỹ, rất nhiều người đang theo dõi chúng ta đó. Quyết định của chúng ta rất quan trọng. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng em. Hãy nắm tay nhau nào. Đấy, hy vọng rằng các bạn sẽ sớm gửi thiệp mời với chúng tôi. Dạ, em quên đây. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox. Cùng đạp 212 để chiến thắng. Các bạn có thể đến đó xem phim và tìm hiểu kỹ hơn. Đây, xin gửi tặng hai bạn nước xịt khơm miệng thảo dược Relax. Và đây,
gửi tặng hai bạn viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Rồi, nắm tay đưa bạn gái đi đi bạn. Nắm thật chặt đừng buông ra nhé.